Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án Nudes. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta nhận 100.000 cái đồng token Nudes này. Thì tổng cung cho cái kèo AROP này là 100 triệu cái đồng token Nudes nhé các bạn. Rồi ok, thì xin mời các bạn hãy cùng mình làm cái nhiệm vụ AROP này. Nếu như bạn nào lần đầu tiên làm cái nhiệm vụ AROP kiểu như thế Receive này thì các bạn hãy đăng nhập bằng tài khoản Twitter nhé. Các bạn bấm vào cái phần Twitter này, chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ và sau đó chúng ta sẽ bấm xác minh. Và chúng ta nó sẽ hiện cái dấu tích như này là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo xin mời các bạn đến với cái nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ retweet cái bài này. Các bạn bấm vào retweet cho mình. Rồi, các bạn bấm vào đây. Tiếp theo các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều, sau đó các bạn bấm comment. Thì ở đây thì các bạn hãy comment mà nội dung khen ngợi dự án. Sau đó thì các bạn tag cho mình ba người bạn vào. Rồi, các bạn bấm gửi cho mình. Các bạn bấm retweet một lần nữa, các bạn back lại. Các bạn bấm vào Verify để chúng ta xác nhận cái nhiệm vụ nhé. Nếu như đánh dấu tích là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tham gia vào cái mạng Zerit, các bạn bấm vào đây. Rồi, ở đây thì nó yêu cầu chúng ta tải app thì chúng ta có thể bỏ qua. Cái nhiệm vụ này thì mình chưa làm xong nhé, thì nó đã chấp nhận rồi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ join vào Discord, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm chấp nhận lời mời. Chúng ta chấp nhận lời mời một lần nữa nhé. Rồi cái phần này thì các bạn có thể bỏ qua, thì chúng ta tham gia thì nó sẽ có cái logo ở đây. Các bạn quay trở lại, các bạn back lại, chúng ta bấm vào Verify để chúng ta xác nhận nhiệm vụ. Rồi, nhiệm vụ chúng ta đã được chấp nhận nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ này, chúng ta đăng ký cái sàn MEX. Ở đây thì mình đã đăng ký rồi, cho nên là mình không phải đăng ký nữa. Các bạn nào mà chưa có tài khoản MEX thì chúng ta đăng ký tài khoản MEX, chúng ta tạo tài khoản trên sàn. Sau đó thì các bạn quay trở lại, nhiệm vụ chúng ta đã đánh dấu tích thành công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ add cái tài khoản của cái sàn MEX vào đây. Thì các bạn đăng ký cái tài khoản mà vào cái sàn MEX là cái tài khoản gì, là địa chỉ email gì thì các bạn nhập cái địa chỉ email ở trên sàn đó vào đây nhé. Rồi các bạn bấm submit cho mình. Rồi tiếp theo thì ở cái nhiệm vụ nữa là đó là chúng ta sẽ gửi cái địa chỉ BSC. Thì các bạn có thể lấy trên cái ví chuột Coinnet hoặc là MetaMask đều được. Ở chúng ta lấy cái mạng mà BSC trên ví chuột Coinnet, các bạn chọn cho mình cái đồng Smart Chain này, các bạn bấm nhận. Sau đó các bạn sao chép cho mình cái địa chỉ ví. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ chúng ta gửi ở địa chỉ. Rồi các bạn bấm Submit cho mình. Rồi các bạn bấm vào đây. Ở đây thì các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè. Thì chúng ta sẽ chia sẻ cái này để chúng ta nhận thêm cái đồng token từ cái dự án này. Rồi tiếp theo thì các bạn bấm vào cái nhiệm vụ cuối cùng ở đây. Xem chúng ta là nhiệm vụ là gì nhé. Như vậy là chúng ta cái nhiệm vụ cuối cùng này thì yêu cầu chúng ta hoàn thành đầy đủ hết các nhiệm vụ ở bên trên thì cái nhiệm vụ bên dưới thì sẽ được cộng thêm 10 điểm, tức là chúng ta phải giới thiệu một người. Ở đây thì chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta mới hoàn tất được, chúng ta mới được tính là hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng này nhé các bạn. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo AROP ăn chia 100 triệu cái đồng token Nudes và mỗi một ví sẽ nhận ngẫu nhiên 100.000 cái đồng token Nudes này. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.